có hoàn toàn tự ý và tự do không? Có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái của sẽ mang và giáo dục chúng theo lớp Đức Kitô và hội thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy, bởi vì các con đã quyết định thành lập một giáo dục hôn nhân thánh thiện, các con hãy cầm lên tay nhau nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Anh là Joseph Tuấn, đàn em đã nhận đàn vợ của anh và muốn giữ lòng trung thủy với em khi tình vẫn lúc gian nan, khi mạnh khỏe lúc đau ốm để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn ý sự tương thuận của các con người bày tỏ trước mặt hội thánh và xin Chúa luôn đổ phục thành của Ngài trên các con sự vì Thiên Chúa đã kết hợp và người không được
Kính thưa tập đoàn của cô, mẹ giáo hội là người mẹ khôn ngoan đã hướng dẫn cho con cái mình. Sau ngày lễ, con Thiên Chúa Giáng sinh là người thì chúng ta có một tuần gọi là tuần Bát Nhật Giáng sinh. Tuần Bát Nhật Giáng sinh gồm có 8 ngày, thì chúng ta tính từ ngày 25 cho đến ngày 1 tháng 1 chúng ta sẽ có được 8 ngày, và trong cái 8 ngày đó chúng ta sẽ được thực hành lễ Kinh Thánh Giáng Ất. Giáo sư chúng ta có hai đôi hôn phối được chứng hôn trong cái lễ hôm nay. Chúng ta cùng đón một tràng pháo tay để chúc mừng hai đôi.
Thank you.
Thank you.
Thank you.